áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô xin chào tất cả các em. Và trong video lần này thì chúng ta sẽ cùng soạn bài Củng cố mở rộng trang 97 tập 2. Câu 1 trang 97 sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 tập 2. Theo em, những điều gì đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống trên trái đất hiện nay? Một số việc làm mà em cho rằng con người cần phải làm để cải thiện tình hình. Những điều đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống trên trái đất hiện nay là sự khai thác quá đà nguồn tài nguyên thiên nhiên của con người, biến đổi khí hậu trên trái đất, mất cân bằng hệ sinh thái. Và con người chúng ta có thể làm những việc sau đây để cải thiện tình hình. Đó là bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, khai thác một cách hợp lý và phát minh ra những mô hình tái tạo thiên nhiên, tuyên truyền với người thân, gia đình, bạn bè về những biện pháp tối ưu để bảo vệ môi trường sống trên trái đất. Câu 2, trang 97, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 2, nêu những điều em nắm được về đặc điểm văn bản thông qua bài học này bằng một sơ đồ phù hợp. Ở dưới đây là sơ đồ gợi ý. Các em có thể xem tham khảo sơ đồ này nha. Văn bản thông tin, mục đích viết là truyền đạt thông tin. Cách triển khai nội dung về thời gian, nhưng quan hệ nhân quả. Tiếp cận dưới nhiều góc nhìn, tính xác thực của vấn đề, cần tính chính xác cao, đã được xác thực, và đặc điểm nguồn tài liệu là được trích nguồn rõ ràng và chính xác. Câu 3, trang 97, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 2, hãy hoàn thành một đoạn văn khoảng 5-7 câu theo chủ đề sau. Em mong sự sống và môi trường trên trái đất khôi phục được nhịp điệu hài hòa và vẻ đẹp một vốn có. Các em có thể tham khảo đoạn văn dưới đây nha. Hiện nay, có rất nhiều điều đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống trên trái đất, có thể kể đến như những hành động vô ý thức của con người, biến đổi khí hậu, mất cân bằng hệ sinh thái. Em mong rằng chúng ta có thể nhanh chóng nhìn nhận ra những vấn đề, từ đó đưa ra được những phương án tối ưu nhất để có thể cứu giúp trái đất. Trái đất chính là nơi chúng ta đang sống. Nếu nó bị tổn hại, tức là môi trường sống của chúng ta bị tổn hại. Xã hội ngày càng phát triển, hãy để những mối nguy hiểm ấy biến mất và giúp cho sự sống trên trái đất được khôi phục lại vẻ đẹp vốn có của nó bằng những hành động thiết thực. Em tin rằng chúng ta có thể khắc phục được vấn đề này. Câu 4, trang 97, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 2. Đóng vai người chủ trì một trò chơi trong lễ hội để giới thiệu về trò chơi đó cho những ai tham gia, thực hiện theo nhóm học tập. Các em có thể tham khảo câu trả lời dưới đây nha. Tôi tên là Hoàng Thị A. Sau đây, tôi xin đại diện cho ban tổ chức để giới thiệu cho các bạn trò chơi ô ăn quan. Như các bạn thấy đấy, trước mắt chúng ta có một bàn chơi. Bàn chơi chứa 10 ô vuông bằng nhau, mỗi bên có 5 ô đối xứng, mỗi ô có 5 quân. Đây cũng là hai phía của người chơi. Ở hai cạnh ngắn của hình chữ nhật, vẽ thêm hai hình bán nguyệt gắn liền với cạnh đó. Vậy, một bàn chơi hoàn chỉnh sẽ có 10 ô vuông là ô dân, hai hình bán nguyệt còn bên ngoài được gọi là ô quan. Trò chơi sẽ bắt đầu khi hai người chơi cùng ẵng sushi để giành được lượt đi trước. Người đi trước có quyền chọn bất cứ ô nào ở bên phía mình rải. Người đi trước có quyền chọn bất cứ ô nào ở bên phía mình rải đều các ô, mỗi ô rải một quân. Khi rải được quân cuối cùng thì tùy những tình huống khác nhau mà người chơi phải xử lý. Ví dụ, nếu sau ô đó là ô vuông có chứa quân thì tiếp tục dùng cả số quân của ô đó để rải. Còn nếu liền sau đó là ô trống thì người chơi có quyền ăn được tất cả số quân sau ô trống đó. Nếu sau ô trống có quân. Trong trường hợp ô quan có chứa quân hoặc có hai ô trống trở lên thì người chơi sẽ bị mất lượt và phải nhường quyền cho đối phương. Về cơ bản thì sẽ có những trường hợp xảy ra như vậy. Cuộc chơi sẽ dừng lại khi toàn bộ dân và quan ở hai ô đã bị ăn hết. Trên đây là một số giới thiệu và luật chơi cơ bản. Tôi tin rằng khi các bạn chơi rồi thì sẽ có những vấn đề thú vị hơn sẽ diễn ra. Câu 5, trang 97, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 2. Tìm đọc các sách, báo, tài liệu viết về chủ đề sống thuận theo tự nhiên, hài hòa với thiên nhiên. Chia sẻ, trao đổi với các bạn và ghi lại những thông tin hữu ích để sử dụng trong những trường hợp cần thiết. Các em có thể tìm đọc các sách báo trên thư viện
hoặc là sách điện tử về chủ đề sống thuận theo tự nhiên, hài hòa với thiên nhiên và trao đổi với các bạn cùng lớp những thông tin hữu ích nha. Và như vậy là chúng ta đã vừa soạn xong bài Củng cố mở rộng trang 97, tập 2. Cô xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.